Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại gửi tới các bạn một câu chuyện rất là đau lòng đã xảy ra trong một gia đình giữa người vợ và người chồng. Câu chuyện này rất là cảm xúc, và sau đây tôi kính mời các bạn hãy lắng nghe. Cả nhà chồng lặng đi khi đứa cháu 5 tuổi bỗng dưng hét lên. Khi Liên lấy chồng, mọi người đều là chúc mừng là cô khi cưới được một người đàn ông giàu có như là Tân. Lúc đầu bản thân Liên cũng ngỡ mình đã may mắn hơn rất là nhiều cô gái khác, chiếm được trái tim của chàng đại gia trẻ tuổi. Ai ngờ khi chính thức bước chân về làm dâu thì Liên mới choáng váng vì những quy định trên trời của gia đình thượng lưu nhà anh. Bố mẹ chồng Liên vì giàu có nên rất khinh người cô gái nhà quê như Liên, và ngay cả Tân cũng vậy. Ngày mới cưới thì anh còn chiều chuộng vợ một chút, nhưng được vài tháng anh đã bắt đầu chán. Là đại gia lại cao to đẹp trai, hễ ra đường là gái theo cả đàn. Tân ngại gì mà không cặp kè với vài em. Ban đầu mẹ chồng Liên nói rằng cô về nhà này thì nghỉ việc ở nhà nấu nướng dọn dẹp, đó là bổn phận là nàng dâu. Liên ú ớ không đồng ý, nhưng mẹ chồng cương quyết. Lương cô thì được mấy đồng, không đủ tiền tôi thuê là ô xin. Nếu không chấp nhận ở nhà thì đừng cưới nữa. Nhiều người nói với Liên rằng như vậy cũng tốt, vì không phải đi làm vẫn có tiền tiêu. Nhưng Liên thì chỉ vì yêu Tân mà cô mới đồng ý chuyện đó. Ở nhà chồng Liên khác gì là ô xin suốt 5 năm trời. May mắn bên cạnh cô lúc nào cũng có đứa con gái để là động viên, an ủi, đỡ là muộn phiền. Một lần Liên tình cờ nhìn thấy chồng đi cùng cô bạn thân vào nhà nghỉ, Liên choáng váng, cả người liền la vào. Bình thường cô vẫn làm ngơ chuyện chồng ngoại tình, nhưng lần này thì khác, đó lại là người bạn thân của mình, nên Liên phải ra tay. Nhưng khi lao vào nhà nghỉ bắt được quả tang chồng cô và cô bạn đang trên giường, Liên lại không dám làm gì mà chỉ òa khóc cầu xin anh trở về. Ai ngờ bị chồng chửi mắng một trận, tức quá Liên túm tóc con bạn đánh lấy đánh để. Thấy vậy Tân đạp vợ ngã lăn ra đất, chẳng may đập đầu vào chân tủ và ngất đi. Thấy vợ như thế, Tân mới vội vàng đưa đến bệnh viện. Kể từ đó, tuy không mất mạng, nhưng Liên lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải và có dấu hiệu trầm cảm. Thấy vợ điên điên, dại dại, Tân và cô gái kia càng công khai cặp bồ. Khoảng 2 tháng sau, cô gái kia là báo đã là mang thai. Hôm đó Tân về kể chuyện đó cho mẹ thì tình cờ Liên trong phòng nghe được cô hét lên. Cái gì? Cô ta đã có con với anh ư? Vậy còn đứa con gái 5 tuổi của tôi và anh thì sao? Mẹ chồng liền quát con dâu. Ai cho cô nói mà cô nói? Con dâu là do tôi chọn, không phải là cô. Đón nó về chăm sóc đi. Cháu tôi không thể để thiếu thốn bất cứ thứ gì được. Liên phát điên lao vào túm tóc chồng thì bị anh ta đạp cho mấy cái ngất lịm đi. Thấy vợ không còn thở, Tân run rẩy nhìn mẹ thì mẹ anh nói: nhét nó vào quan tài luôn đi. Hãy thông báo là nó là lên cơn điên nên tự đập đầu vào tường.
Nhưng con sợ người ta lại nói mẹ con mình ăn hiếp cô ta. Mẹ Tân cười khẩy: sợ gì chứ, nhà mình có tiền, nhét tiền vào miệng chúng nó là chúng tự khắc im miệng thôi, ai dám làm gì chúng ta. Chôn vợ mày đi rồi mai đón con bé kia về để xem có sinh được cháu trai không nào. Đúng lúc ấy, đứa con gái 5 tuổi của Liên chạy ra hét lên: mẹ còn sống mà sao mọi người đã chôn mẹ đi để đón là gì về. Nghe câu nói đó, cả Tân và mẹ anh lặng người đi. Trong giây lát, đứa con gái chạy tới ôm chầm lấy mẹ: mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, bông chỉ muốn mẹ thôi, dì ta là người xấu, bố đừng đón dì ta về mà, con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ chồng Liên tiến đến kéo tay đứa cháu nội: cháu thì biết gì, về phòng ngủ đi. Nhưng đúng lúc ấy, Liên tỉnh dậy, cô không nói chẳng rằng dẫn con gái bỏ đi khỏi căn biệt thự đó. Từ ấy chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, nhưng cuộc sống là thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều. Rất là may mắn là cô ta không có tử vong. Và nếu mà tử vong thì đây là một điều rất tội nghiệp cho là bé gái 5 tuổi. Và cô ta đã tỉnh dậy, nắm tay dắt con gái của mình đi, rời xa trần địa ngục trần gian. Nên đây là một câu chuyện rất là đau lòng và đã để lại rất nhiều cảm xúc cho những cặp vợ chồng mới cưới nhau, một bài học đắt giá. Xã hội luôn luôn điều gì cũng xảy ra được, phải không các bạn? Và tôi cũng mong gửi được video này đến cô chú anh chị trong và ngoài nước đọc, nghe, nắm bắt những tình hình và cũng như là thư giãn, giải trí sau những là giờ, những ngày làm việc mệt nhọc. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua luôn luôn đồng hành, đóng góp ý kiến, ủng hộ kênh cho tôi. Tôi cố gắng tiếp thu ý kiến của mọi người để ra những video chất lượng hơn và cập nhật những thông tin hay, nhanh và nóng để gửi quý vị và các bạn trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video tiếp theo.